Thưa quý vị và các bạn, báo cáo vào tối mùng 8 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 48 cuộc đụng độ được ghi nhận trên mặt đất. Đối phương phóng 3 tên lửa, thực hiện 76 cuộc không kích và 61 cuộc tấn công bằng pháo phản lực. Nga tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công theo hướng Marinka. Theo kênh Rai 3, trên hướng Bakhmut, lực lượng vũ trang Nga đã thành công trong việc đánh chiếm Bakhtanovka và đang mở rộng vùng kiểm soát về phía Chasovya, nơi Ukraine đang chuyển quân tiếp viện từ các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ dường như một áp đíp ca thứ hai đã lộ diện. Hiện chiến dịch tấn công quân sự mùa xuân của Nga đang diễn ra sôi nổi. Một số ngôi làng và thành phố lớn sắp thất thủ. Lực lượng vũ trang Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Và rất có thể họ sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Thông tin chiến trường mới nhất cho thấy, Chasovia đã thất thủ, trong khi đó Bilogorovka, Zoleda sắp bị bao vây. Ở phía đông Chasovia, lực lượng Moscow tiếp tục tiến quân khi lực lượng Kiev rút lui về Kalenia từ trục này. Mặt khác, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát phần còn lại của các công sự ở phía đông tiểu khu Kanan và phần phía đông của núi Baba. Ba. Với ưu thế trên không có được nhờ bom lượng thông minh, lực lượng Nga đã xuyên sâu vào phòng tuyến của Ukraine gần điểm nóng tại mặt trận Donbass. Các cuộc không kích bằng bom lượn tầm xa đã giúp Nga xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở nhiều khu vực, và Moscow đã tiến sâu 2 km vào lãnh thổ ở phía tây điểm nóng Abdiivka, Donbass. Lực lượng Nga chiếm được các khu vực xung quanh làng Toninke sau nhiều ngày không kích dồn dập vào các vị trí của Ukraine tại đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chỉ huy nước này đã triển khai nhiều máy bay ném bom chiến đấu Su-34, thả bom lượn nặng nửa tấn để tấn công lực lượng Kiev, đang triển khai phòng tuyến bảo vệ khu vực phía nam Donetsk gần Abdiivka. Lực lượng Ukraine hồi tháng 2 đã buộc phải rút quân khỏi Avdiivka sau 10 năm nắm giữ các tuyến phòng thủ chiến lược tại đây. Ukraine không thể giữ được thành trì do Nga liên tục ném bom lượn từ khoảng cách 30 đến 40 km so với tiền tuyến, vượt qua tầm bắn của hầu hết các lá chắn phòng không Ukraine. Ukraine vận hành ba hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, có khả năng tấn công máy bay ở phạm vi trên 100 km, tương đương 62 dặm. Tuy nhiên, Ukraine không thể sử dụng Patriot để chống lại máy bay ném bom Nga mang theo bom lượn, vì viện trợ của Washington đã đình trệ trong nhiều tháng qua, đồng nghĩa với việc Kiev không có thêm tên lửa phòng không. Trong ngày 8 tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Kalushenko đã cho biết, Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào lưới điện của Ukraine kể từ cuối tháng 3, gây mất điện diện rộng ở thành phố Kharkov tại phía đông bắc. Trước khi chiến sự nổ ra, sản lượng điện của Ukraine khá cân bằng giữa các nguồn than, khí đốt tự nhiên và hạt nhân, trong khi thủy điện chiếm phần nhỏ hơn. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất đất nước ở Zaporizhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại. Để tăng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Ukraine, Nga đã trang bị cho hạm đội Biển Đen các máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất SPV mới. Theo kênh MASH của Nga, các nhà sản xuất uav cho biết những chiếc uav fpv dùng cho hạm đội biển đen được trang bị đầu đạn phân mảnh có thể kích nổ từ xa mục tiêu kênh mars cho biết để phá hủy một chiếc thuyền chứa đầy chất nổ của đối phương một quả min từ xa là đủ người điều khiển chỉ cần đưa uav fpv bay lên phía trước tàu đối phương và nhấn nút sau đó một vụ nổ mạnh sẽ xuất hiện hãng tin này còn công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh các kỹ sư của hạm đội biển đen thử nghiệm những chiếc uav fpv mới ở bán đảo Crimea. Hồi tháng 3, quân đội Ukraine báo cáo việc Nga đang thử nghiệm UAV FPV được trang bị hệ thống liên lạc tiên tiến. Chuyên gia quân sự Sergei từng chia sẻ trên Telegram về việc chiếc UAV FPV của Nga bị thu hồi mang theo một cuộn dây điện không rõ mục đích. Kiev nhận định việc Nga trang bị cho hạm đội Biển Đen các UAV FPV mới cho thấy, Moscow đang cố gắng khắc phục lỗ hổng an ninh sau khi hạm đội phải trải qua 3 tháng tồi tệ Cụ thể, trong tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công hàng loạt tàu ở quanh Crimea, bán đảo thuộc Ukraine, nhưng đã sắp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Kiev chỉ rõ các tàu Nga bị tấn công gồm tàu đổ bộ cơ lớn kostiantyn Osanki, Yaman và Azov, tàu trinh sát Ivan và tàu tuần tra Sergei Kotov. Theo ước tính, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Kiev đã phá hủy khoảng 1 phần 3 hạm đội biển đen của Moscow nhưng dù Kiev tập trung tấn công bán đảo Crimea, Nga vẫn duy trì quyền kiểm soát ở khu vực này. Hôm 2 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ tăng cường sức mạnh cho hạm đội Biển Đen như bổ sung 3 chiến hạm mang tên lửa mới. Ông Shoigu cho hay, để tăng cường năng lực chiến đấu cho hải quân, Nga tiếp tục trang bị cho lực lượng này những tàu mang vũ khí chính xác tầm xa, đặc biệt là các tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Karakut. Chiến hạm Cyclone dẫn đầu hoạt động này đã trở thành một phần của hạm đội Biển Đen và đang thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Ngoại trưởng Anh David Cameron và người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné mới đây đã kêu gọi các đồng minh nỗ lực hơn nữa để đảm bảo Ukraine chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Hai ngoại trưởng Anh và Pháp ngày 8 tháng 4 đã cảnh báo nếu Ukraine thua, tất cả chúng ta đều thua cái giá của việc không hỗ trợ Ukraine sẽ vượt xa cái giá phải trả để đẩy lùi lực lượng Nga. Cũng theo các quan chức này, dư luận thế giới đều đang theo dõi cuộc chiến và họ sẽ phán xét nếu chúng ta thất bại. Ông Cameron và ông Sejone tuyên bố, như đã thảo luận trong khuôn khổ hội nghị Paris hồi tháng 2, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo đánh bại Nga. Chúng ta cũng cần tiếp tục hợp tác để đối mặt những thách thức toàn cầu khác. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Anh Cameron sẽ tới Washington trong tuần này, đồng thời có kế hoạch thuyết phục các thành viên quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine. Trước đó, ông Cameron đã kêu gọi những người đồng cấp châu Âu gây áp lực với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ông Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết ông Johnson đã hứa sẽ đưa vấn đề hỗ trợ Ukraine ra biểu quyết sau khi quốc hội Mỹ trở lại sau nghỉ lễ phục sinh ngày 9 tháng 4. Theo ông Johnson, gói viện trợ sắp tới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm một số điều chỉnh quan trọng, trong đó có khả năng hỗ trợ Ukraine dưới dạng cho vay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua cho biết, ông tin rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, Kiev sẵn sàng nhận tài trợ từ Mỹ dưới dạng khoản vay. Ông Zelensky phát biểu rằng, trên thực tế, nếu Ukraine phải lựa chọn được hỗ trợ ngay hôm nay dưới dạng khoản vay hoặc được cung cấp miễn phí sau một năm nữa, chúng tôi sẽ chọn hôm nay. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn là sống sót và giành chiến thắng. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện điều này theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là càng sớm càng tốt. Trước đó, ông cho biết quân đội Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược do so viện trợ từ phương Tây bị đình trệ. Ông thừa nhận, nếu Mỹ cắt viện trợ, Ukraine sẽ thua và khi đó các nước Đông Âu có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Moscow đang chiếm ưu thế trên chiến trường trong bối cảnh nguồn lực quân sự của Kiev cạn kiệt. Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán với nhau kể từ khi cuộc hòa đàm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đổ vỡ hồi tháng 3 năm 2022. Moscow nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng cáo buộc Kiev và các quốc gia đồng minh phương Tây từ chối đối thoại, khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kirin Budanov cho biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện được xem là trung gian hòa giải hàng đầu trong vấn đề trao đổi tù nhân giữa Kiev và Moscow. Ông Budanov nói rằng, Kỳ đã không còn đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động trao đổi tù nhân. Đồng thời, UAE sẽ là quốc gia thay thế. Song cũng theo quan chức này, Moscow chưa thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào về vấn đề đó.